Sổ đã về rồi nha bà con ơi. Chào mừng toàn thể anh chị và các bạn đang quay trở lại với Bình Dương Land Review. Thời gian vừa qua thì tôi có cập nhật cũng như là thông báo cho anh chị về thời gian công chứng của dự án. Đây chính là khu nhà ở Vĩnh Tân, mặt tiền của đường DT742. Khu dân cư Vĩnh Tân này thì tọa lạc tại trung tâm của khu công nghiệp V-Ship 2, V-Ship 2 mở rộng anh chị ha. Và với cái vị trí này thuộc phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên của tỉnh Bình Dương. Ngày hôm nay thì sổ đã được về tay của khách hàng cá nhân rồi nha anh chị nha. Bây giờ anh chị mua là sang tên công chứng ngay cho anh chị. Sau một thời gian chờ đợi rất là dài và rất nhiều những công ty hiện tại bây giờ chỉ là công chứng chuyển nhượng treo. Và có những cái công ty ký từ hồi trước Tết như dự án này, ký từ hồi trước Tết cho tới thời điểm này mới nhận được sổ. Cũng rất nhiều những vấn đề liên quan tới chủ đầu tư cũng như là vấn đề sổ tiền thuế má của rất nhiều những dự án khác nữa, không chỉ riêng dự án này. Nhưng mà may mắn thay dự án này cũng đã được sau bao nhiêu năm chờ đợi rồi đúng không ạ? Khoảng 5 năm, 6 năm trời rồi. Anh chị mua trong dự án này và đã được cầm sổ trên tay. Một niềm hạnh phúc ít nhất là trong cái giai đoạn này. Có thể nói anh chị cầm sổ trên tay, nhưng mà nói về xét về phương diện đầu tư thì nhiều anh chị là đợi chờ rất là lâu. Và cũng như là cái thời gian của anh chị khi mà anh chị mua trong cái giai đoạn này thì lại giá bị tụt giảm rồi. Qua cái đợt sóng cao điểm của cái đợt vừa rồi 2020-2021 giá rất là cao. Những cái giao dịch trong sản phẩm này ngày xưa chưa có sổ giá đã 900 1 tỷ 1 tỷ mốt rồi. Tuy nhiên là lúc đỉnh điểm lên 2021 thì lên tầm khoảng tỷ không mấy chục, gần 1 tỷ mốt cho những sản phẩm diện tích chỉ 60 cho tới 63 mét vuông thôi anh chị. Anh chị thấy kinh khủng không lúc cao điểm? Còn hiện tại bây giờ thì giá bị tụt giảm rồi anh chị nhé. Thì thời gian rất nhiều những cái dự án vừa rồi á thì cũng đang công chứng treo, cũng đang chờ sổ, và không sao, chờ thì sẽ có. Và không ai dám ký cho anh chị một cái công chứng mà không bàn giao sổ đâu. Cho nên rằng quan trọng thời gian ngắn hay dài, 2 tháng, 3 tháng hay là 6 tháng, 1 năm thì nó còn tùy thuộc theo cái dòng tài chính của chủ đầu tư nữa. Và may mắn là ngày hôm nay tôi xin phép được quay lại và giới thiệu cập nhật về giá của những sản phẩm ngày hôm nay, cũng như là quay từ trên cao để anh chị mua đầu tư rồi có thể cập nhật được thực tế của dự án này, cũng như là anh chị có thể quan sát thấy được cái mật độ dân cư hiện tại về để ở và xây dựng nhà ra sao. Hiện tại bây giờ anh chị quan sát thấy ha, phía sau lưng thì trường mầm non đã đi vào hoạt động rồi, cũng như là ở phía từ trên cao anh chị quan sát thấy là nhà cửa trong này xây trên trục đường, có những trục là một trệt một lầu, trục chính thì một trệt hai lầu, và những cái nhà sản phẩm ở trong đây thì diện tích trong đây cực kỳ đa dạng luôn anh chị. Diện tích từ 4,5 ngang, 4,5 ngang, 5 cũng có, ngang 6 cũng có, chiều dài là vào dài mà 13 cũng có, 12 cũng có, dài 14 cũng có, và dài tới 20-22 cũng có anh chị nhá. Và những cái sản phẩm này diện tích đa dạng từ 60 này, 63 này, 65 mét vuông này, và cũng như là diện tích 70 mét vuông, diện tích có những cái lô 100 mét vuông là chuyện bình thường. Trong cái lốc này tùy theo anh chị chọn trục đường nào hay không thôi. Nhưng mà giá thấp nhất hiện tại bây giờ của những lô 60m2, giá giai đoạn này anh chị ạ, cực kỳ rẻ, 800 triệu thôi. 800 triệu là anh chị có thể bỏ ra mua được mảnh đất, sinh sống và làm việc tại khu công nghiệp V-Ship 2. V-Ship 2 mở rộng cực kỳ gần với thành phố mới Bình Dương. Và anh chị nào đang theo dõi với Bình Dương Land Review thì sẽ biết là thành phố mới cũng đang trong cái trung tâm phát triển những khu đô thị mới, cũng như là những cái đề án phát triển trung tâm thương mại. Nếu mà anh chị xem trên kênh sẽ biết được những cái điểm mà anh chị có thể thu hút trong cái trục đường này như thế nào anh chị ha. Và với ngày hôm nay thì cái sản phẩm sang tên công chứng ngày cho anh chị ngang 5, ngang 4,5 như thế này phù hợp cho những anh chị nào đang là công nhân viên muốn có một mảnh đất sổ sẵn pháp lý an toàn tọa lạc tại khu vực của V-Ship này để làm việc, sinh sống và làm việc, mà đất lại còn thuộc đất ở đô thị thuộc thành phố phường Vĩnh Tân nữa anh chị nhé. Vị trí này di chuyển ra chợ Vĩnh Tân cũng như là Ủy ban dân Vĩnh Tân cách chỉ có 2 km thôi anh chị. Và khu công nghiệp ngay phía đằng trước chúng ta rồi. Khu công nghiệp V-Ship thì không còn gì để nói, và V-Ship 2 mở rộng ha. Đây là cái vị trí cực kỳ là
đẹp cho anh chị nếu anh chị mua để ở. Và với cái tầm tài chính như thế này thì anh chị chỉ cần bỏ ra loanh quanh rơi tầm khoảng 300 triệu thôi. Anh chị còn lại số tiền anh chị vay, và thông báo cho anh chị trong giai đoạn này đang kích cầu kinh tế, và những anh chị nào mua để ở, đặc biệt là anh chị công nhân viên, có thể là mua được ngân hàng nhà nước với mức lãi suất chỉ 6.5% một năm thôi, cố định cho anh chị 2 năm đầu tiên luôn anh chị ha. Cực kỳ là ưu đãi cho anh chị trong giai đoạn mà vay vốn ngân hàng như thế này. Nếu anh chị vay vào tầm khoảng 500 triệu thì anh chị chỉ trả mỗi tháng cả gốc lẫn lãi giảm dần, loanh quanh rơi vào tầm khoảng từ 5 triệu thôi, không có hơn đâu ạ. Cho nên rằng với cái tầm tài chính như thế này thì anh chị dễ dàng tiếp cận được một lô đất để chúng ta sau này có cái cuộc sống lâu dài ổn định. Và bất động sản này là gần như là giá đáy tại khu vực này rồi anh chị, tầm khoảng 800 là rất cực kỳ rẻ rồi. Và nếu như anh chị nào đang quan tâm những cái sản phẩm trong này, cần đi xem Bình Dương Land giới thiệu, thì anh chị phải nhắn tin vào số hotline anh chị nhá. Và đừng quên ấn nút like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh để Bình Dương Land có thể giới thiệu cho anh chị thật nhiều những sản phẩm bất động sản vừa qua, để cung cấp cho anh chị một pháp lý an toàn, tư vấn cho anh chị về đầu tư, định giá những sản phẩm nào anh chị mua được với mức giá nào để chúng ta phù hợp với nhu cầu đầu tư kinh doanh cũng như là ở của anh chị làm việc lâu dài trong giai đoạn này, tránh gặp những cái rủi ro trong bất động sản cũng như là anh chị mua phải những bất động sản bị kê giá giá cao anh chị nhá. Giai đoạn này thì chúng ta sẽ có những cái phân khúc này để anh chị đầu tư và cũng như bán lại. Và nếu như giai đoạn này thì sau 2 năm vừa qua siết chính sách tài khoá cũng như là siết bất động sản thì về luật nữa, cho nên rằng là giai đoạn này đang nới lỏng ra để cái nền kinh tế nó phát triển lên và bất động sản sẽ đi vào một cái quy trình mới, và nó sẽ ổn định hơn cũng như là chuyên nghiệp hơn trong quá trình mà anh chị mua bất động sản. Và những cái sản phẩm ngày hôm nay là những cái sản phẩm giá tốt cực kỳ cho giai đoạn của V-SIP 2 này. Với cái mức giá tầm khoảng 800, anh chị bỏ ra khoảng 300 loanh quanh là chúng ta mua được rồi. Thì với sản phẩm ngày hôm nay có những cái sản phẩm phân khúc về nhà cho anh chị luôn. Nhà mà nếu nhà thô một trệt một lầu như thế này đã xây rồi cho anh chị, bàn giao cho anh chị loanh quanh khoảng 1.2 tỷ, 1.3 tỷ một sản phẩm nhà thô thôi. Còn sản phẩm nhà hoàn thiện loanh quanh khoảng 1.5 tỷ, 1.6 tỷ anh chị ha, là chúng ta có một cái sản phẩm hoàn thiện nhà đã vào ở luôn, một trệt một lầu anh chị ha. Diện tích đất là ngang 4.5, dài vào 14 anh chị ạ. Tổng diện tích nó đã rơi tầm khoảng là 63 mét. Với cái diện tích này thì chúng ta phù hợp cho những gia đình hai vợ chồng hai đứa con ở là đẹp rồi anh chị. Xây căn nhà cực kỳ cũng rẻ nữa, số tiền diện tích nó nhỏ lại, chúng ta xây nhà kinh phí nó không cao, cho nên rằng vừa tầm cái tầm tài chính cho anh chị để có một căn nhà để anh chị sinh sống làm việc ở, vậy có tuyệt vời không ạ? Nếu như anh chị đang quan tâm những sản phẩm này có thể nhắn tin trực tiếp vào số hotline. Những anh chị nào đang quan tâm sản phẩm ký gửi thì cũng thể gửi. Trong giai đoạn này thì anh chị bắt đầu được thanh khoản lại về bất động sản rồi nhưng mà bán giá không cao anh chị nhá. Anh chị nào đang có nhu cầu bán và cần tiền á, thì chúng ta bán trong giai đoạn này, còn không thì ôm và chờ thôi. Tuy nhiên rằng chờ thì tôi đảm bảo với anh chị trong giai đoạn này thì cũng mất hết khoảng 1-2 năm sau thì mới có thể là kinh tế nó cũng lên, bất động sản giá trị nó cũng lên dần dần, chứ không phải là lên một cách đột ngột cho anh chị nhé. Giai đoạn này thì nhiều anh chị kinh doanh đầu tư khác, sản xuất thì anh chị hay bán đất ra thanh khoản, thứ nhất là bớt nợ đi, thứ hai nữa là tập trung vào đầu tư sản xuất kinh doanh, mua bán kinh doanh là nhiều hơn so với là ôm đất nhiều, cho nên nhiều anh chị cũng bán ra. Và nếu hữu duyên anh chị gửi sổ qua số hotline, em sẽ tư vấn cho anh chị và đảm bảo cho anh chị nếu để lại giá tốt, tụi em thông thường sẽ ra trong vòng từ khoảng thời gian từ 1 tới 2 tháng thôi là tụi em sẽ ra được sản phẩm rồi. Nếu anh chị cần gấp thì tụi em sẽ ưu tiên đẩy mạnh cái sản phẩm của mình để truyền thông trên kênh cũng như là chạy quảng cáo anh chị ha. Cảm ơn anh chị đã xem theo dõi video và kính chúc cho anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả và vui vẻ bên gia đình, có thật nhiều năng lượng tích cực và luôn luôn tỉnh táo trong những cái giao dịch bất động sản. Còn nếu như anh chị nào cảm thấy không tin tưởng những cái sản phẩm hoặc là những môi giới khác thì có thể liên hệ với kênh, tụi em sẽ đảm bảo cho anh chị một cái sản phẩm tốt và cái pháp lý cực kỳ an toàn cho anh chị, đặc biệt là trong giai đoạn này sổ sách giấy tờ, cập nhật app và tất cả những cái thủ tục liên quan đến hành chính công thì đang được thu gọn bằng những cái app công nghệ 4.0, cho nên rằng những anh chị nào không rành thì có thể giao toàn quyền cho bên em sẽ bàn giao cho anh chị sổ đầy đủ, cực kỳ an toàn cho anh chị về pháp lý nhé. Còn nếu như anh chị nào mà đã làm việc với kênh rồi thì hãy ấn like, chia sẻ với kênh cũng như là bình luận ở phía dưới để nhiều anh chị có thể có được cái niềm tin giao dịch bất động sản tốt hơn
để chia sẻ được những cái niềm vui cũng như là điều tích cực và những cái điều thật tốt trong cái cuộc sống này anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.